Chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình Thời sự Chủ nhật ngày mùng 9 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung chính sau. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, thực chất và hiệu quả. Năm 2023, sản lượng mận ước đạt gần 90.000 tấn quả. Bắc Yên diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ cụm xã Hang Chú và Xính Vàng năm 2023. Công an huyện Sông Mã phát hiện bắt giữ hai đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình cải cách hành chính, từ năm 2021 đến nay, các bộ ngành đã cắt giảm, đơn giản hóa hơn 2.200 quy định kinh doanh. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa hơn 1.100 quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh cung cấp hơn 4.400 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Đến tháng 5 năm 2023, tổng số thủ tục hành chính của cả nước là 6.422 thủ tục, giảm 376 thủ tục hành chính so với cùng kỳ năm 2020. Cổng thông tin một cửa quốc gia đã thực hiện 250 trên 261 dịch vụ công trực tuyến của 13 bộ ngành. Để công tác cải cách thủ tục hành chính thực chất và hiệu quả hơn, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố tập trung giả soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy định thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh và đời sống người dân, bảo đảm cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí, trong đó nghiên cứu đề xuất cắt giảm ngay các thủ tục, các bước trung gian không cần thiết, các điều kiện kinh doanh trồng chéo, không định lượng được để minh bạch trong kiểm tra, thẩm định, đánh giá, xét duyệt. Các hoạt động kiểm tra chuyên ngành còn trồng chéo, có sự tham gia của nhiều cơ quan, đơn vị. Đồng thời, nghiên cứu đề xuất giải pháp xã hội hóa các dịch vụ hành chính công đủ điều kiện, hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm nay. Cùng với đó, các bộ ngành địa phương thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp về cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện, báo cáo cụ thể về kết quả thực hiện, khó khăn vướng mắc và đề xuất kiến nghị nếu có trước mắt tập trung ưu tiên các vấn đề cấp bách cần tháo gỡ nhất là việc cắt giảm đơn giản hóa các quy định thủ tục về đầu tư đăng ký kinh doanh điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính trong các lĩnh vực lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân doanh nghiệp như xây dựng bất động sản thuế hải quan điện năng lượng sản xuất chế biến nông sản xuất nhập khẩu giáo dục đào tạo y tế đồng thời có giải pháp cải cách đổi mới toàn diện về lâu dài để góp phần cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh trong 6 tháng đầu năm 2023, ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở huyện Mộc Châu đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, quán triệt triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, huyện về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Huyện Mộc Châu tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, xác định 10 nhiệm vụ trọng tâm, đảm bảo năm rõ, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ rõ kết quả, rõ trách nhiệm. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp đã tham gia ý kiến vào 74 dự thảo các văn bản luật, phối hợp tham gia tổ chức 35 cuộc giám sát tại các đơn vị, tổ chức thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền gần 3 tỷ đồng, phối hợp tạo điều kiện cho cán bộ hội viên nhân dân vay vốn phát triển kinh tế, xoa đói giảm nghèo với tổng dư nợ trên 600 tỷ đồng. Toàn huyện đang triển khai 240 mô hình dân vận khéo. Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ huyện mộc châu yêu cầu cấp ủy các cấp tập trung chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc luật thực hiện dân chủ ở cơ sở đến cán bộ đảng viên đoàn viên hội viên và nhân dân thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm của trung ương tỉnh ủy về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở triển khai các nghị quyết chuyên đề của huyện ủy về phát triển kinh tế xã hội củng cố hệ thống chính trị và các chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp giữa ban dân vận huyện ủy mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã tổ chức hội nghị về thực hiện chế độ chính sách nhà nước đối với giáo viên, nhân viên, học sinh trên địa bàn tỉnh Sơn La. Dự hội nghị có lãnh đạo thanh tra tỉnh, công an tỉnh và các trường trung học phổ thông trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh. Những năm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị thực hiện tổ chức tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc kịp thời đầy đủ nội dung các nghị định của chính phủ quyết định của các ban ngành trung ương, địa phương, nghị quyết của hội đồng nhân dân tỉnh về đối tượng chế độ học sinh giáo viên được hưởng theo quy định, chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị trường học quản lý sử dụng, chi trả thanh toán, quyết toán kinh phí công khai dân chủ đúng theo quy định của luật ngân sách nhà nước và dự toán được giao. Công tác thanh tra được thực hiện thường xuyên liên tục, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực hoặc dễ gây bức xúc trong dư luận như học thêm, dạy thêm, thu chi các nguồn kinh phí, thực hiện chế độ chính sách, công tác nấu ăn bán trú, tuyển sinh đầu cấp có biện pháp chấn chỉnh khắc phục những hạn chế khuyết điểm, kịp thời phòng ngừa vi phạm, sai phạm đối với các đơn vị trực thuộc sở. Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La yêu cầu thời gian tới, các đơn vị trực thuộc sở tiếp tục nâng cao hiệu lực hiệu quả trong công tác tài chính, thực hiện chế độ chính sách của nhà nước đúng, đủ, kịp thời đối với học sinh, học viên, giáo viên, nhân viên, đồng thời giao thanh tra sở tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, phòng ngừa sai phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính, chi trả chế độ chính sách cho các đối tượng thụ hưởng. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký quyết định số 807 giao dự toán thu chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế năm 2023. Theo đó, mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội năm 2023 bằng 1,47% dự toán thu chi bảo hiểm xã hội trừ số chi đóng bảo hiểm y tế cho người hưởng bảo hiểm xã hội được trích từ tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội. Mức chi phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp năm 2023 bằng 1,47% dự toán thu chi bảo hiểm thất nghiệp trừ số chi đóng bảo hiểm y tế cho người hưởng bảo hiểm thất nghiệp được trích từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Mức chi phí quản lý bảo hiểm y tế năm 2023 bằng 3,38% tiền đóng bảo hiểm y tế được trích từ quỹ bảo hiểm y tế. Chỉ tiêu dự toán thu bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp bảo hiểm y tế năm 2023 là 514.361 tỷ. 909 triệu đồng. Tổng chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế là 379.676 tỷ 710 triệu đồng. Quyết định nêu rõ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an Nhân dân, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ động thực hiện ra soát, tiết kiệm, cắt giảm những nhiệm vụ chi chưa thật sự cần thiết trong phạm vi các nội dung chi phí quản lý được giao để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp 1.252 lượt khách hàng là hộ nghèo, đối tượng chính sách được vay vốn, giải quyết việc làm và hỗ trợ việc làm cho 72 lao động. Xây dựng 228 công trình nước sạch, 5 gia đình xây mới nhà ở là kết quả nổi bật được thông tin tại cuộc họp đánh giá tình hình kết quả hoạt động quý 2, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 3 năm 2023 của Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Thuận Châu. Theo đó, tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Thuận Châu thực hiện giải ngân đạt 99,05% chỉ tiêu, doanh số thu nợ trong quý là 29 tỷ 999 triệu đồng. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng là 738 tỷ 798 triệu đồng với 16.137 khách hàng vay vốn đang còn dư nợ. Kết quả giao dịch tại xã, tỷ lệ giải ngân 100%, thu nợ 99,98%, thu lãi 99,97% từ nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho hộ nghèo, cận nghèo phát triển kinh tế thoát nghèo, có nguồn vốn sửa chữa nhà ở, xây dựng các công trình nước sạch vệ sinh, giúp học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được theo học tại các trường đại học cao đẳng, trung học chuyên nghiệp. Quý 3 năm 2023, ngân hàng chính sách xã hội huyện Thuận Châu tiếp tục cho vay theo quy định, đôn đốc thu hồi các món nợ đến hạn, quá hạn, tăng cường công tác kiểm tra giám sát đối tượng vay vốn, hướng dẫn tổ chức hội cấp xã và các tổ tiết kiệm vay vốn, thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp, lưu giữ hồ sơ, phát huy vai trò trách nhiệm trong việc nhận ủy thác, vận động thành lập, quản lý hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn các xã thị trấn. Thời gian qua, huyện Mường La đã thực hiện xã hội hóa giải phóng hành lang vỉa hè tuyến đường 279D, địa phận thị trấn Ít Ong, làm đường lát vỉa hè trồng cây xanh. Đến nay cơ bản tuyến đường được sửa chữa, nâng cấp, tạo diện mạo đô thị Mường La sáng, xanh, sạch đẹp hơn. Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, thị trấn Ít Ong đạt tiêu chí đô thị loại 2, huyện Mường La đã đẩy mạnh công tác xã hội hóa, chỉnh trang đô thị, tổ chức gia quân chấn chỉnh việc lắp đặt biển quảng cáo sai quy định, giải phóng mặt bằng hành lang vỉa hè, xây dựng tuyến đường xanh sạch đẹp, trong đó có sự đồng thuận cao của nhân dân. Được sự ủng hộ của người dân, trong thời gian vừa qua, bà con nhân dân trên địa bàn thị trấn cũng đã hiến đất, nhường đất và đã tự nguyện phá rỡ tài sản của mình để cho ủy ban dân thị trấn và huyện đầu tư cái công trình nó gọi là công trình lát về hè đảm bảo cảnh quan đô thị cũng như an toàn giao thông trên địa bàn. Công tác giải tỏa hành lang đã nhận được sự đồng thuận của đông đảo người dân. Đến nay các tuyến đường trong dự án giải phóng mặt bằng, vỉa hè, hành lang giao thông thị trấn Ít Ong đã có 325 trên 344 hộ dân tự nguyện tháo dỡ công trình, 189 hộ hiến đất, chi phí giải phóng mặt bằng do nhân dân đóng góp khoảng trên 6,5 tỷ đồng xã hội hóa công tác trồng cây xanh đã trồng được 180 cây bàng tại tuyến vỉa hè. Toàn bộ cây do các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, hộ kinh doanh và nhân dân đóng góp. Những cây bàng đã đâm chồi xanh tốt và dần khép tán, nâng cao chất lượng tuyến phố văn minh, từ đó làm thay đổi diện mạo đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Toàn tỉnh hiện có trên 12.300 ha mận. Vụ mận năm nay, sản lượng ước đạt gần 90.000 tấn quả, tập trung chủ yếu ở các huyện Mộc Châu, Yên Châu, thành phố. Với sự chăm sóc theo tiêu chuẩn, mận hậu Sơn La đang ngày càng phát triển và đạt chất lượng cao như mận ruby, mận pu nhi được nhiều thị trường ưa chuộng. Mận hậu chính vụ thu hoạch từ tháng 5 đến tháng 7 được các thương lái thu mua đem tiêu thụ tại các chợ đầu mối trên địa bàn toàn quốc và các hệ thống siêu thị lớn như Vinmart, Bixi. Giá quả mận loại to đẹp trung bình từ 30 đến 50.000 đồng một kg, hàng trung bình có giá từ 15 đến 25 000 đồng một kg. Ngoài tiêu thụ quả mận hậu tươi, được một số hợp tác xã, cơ sở chế biến hoa quả thu mua làm mận sấy khô, sấy dẻo, dựa mận. Với sự quan tâm của tỉnh, sản phẩm mận hậu được quảng bá rộng rãi và đem đến các thị trường, trung tâm siêu thị lớn, đem lại thu nhập cao cho người trồng mận. Với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, các sở ngành, chính quyền các địa phương cùng sự chủ động, thích ứng linh hoạt của các doanh nghiệp, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh dần phục hồi và có bước phát triển đóng góp vào mức tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp giảm 28,5%, trong đó chủ yếu là sản lượng điện giảm mạnh do thiếu nước sản xuất, song các ngành công nghiệp khác tăng như công nghiệp khai khoáng tăng 5,5%, công nghiệp chế biến chế tạo tăng 7,5% một số sản phẩm công nghiệp tăng như là xi măng tăng 19,5%, đá xây dựng tăng 7,8%, đường kính tăng 6,1%, sữa tươi tiệt trùng tăng 9,8%, nước máy thương phẩm tăng 5,7%, tinh bột sắn tăng 6,7%. Tổng sản phẩm khu vực công nghiệp và xây dựng 6 tháng đầu năm ước đạt 12.897 tỷ đồng dự báo trong thời gian tới hoạt động sản xuất công nghiệp tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức tỉnh Sơn La sẽ đẩy mạnh chương trình xúc tiến thương mại thúc đẩy phân phối hàng hóa qua nền tảng số thương mại điện tử để mở rộng tiêu dùng nội địa hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng bảo vệ thương hiệu cho các chuỗi phân phối bán buôn bán lẻ trong nước với điều kiện thiên nhiên ban tặng và sự vào cuộc của các cấp chính quyền địa phương huyện Văn Hồ đang là điểm du lịch hấp dẫn thu hút du khách với nhiều cảnh quan đẹp và văn hóa các dân tộc độc đáo. Thời gian qua, huyện Vân Hồ đã tập trung phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch cộng đồng kết hợp với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, tổ chức các lễ hội và đặc biệt là giải đua mô tô địa hình góp phần giới thiệu quảng bá du lịch địa phương. Từ đầu năm đến nay, huyện Vân Hồ đã đón gần 250.000 lượt khách du lịch, trong đó có trên 23.000 khách lưu trú, doanh thu đạt trên 48 tỷ đồng. Huyện đang tiếp tục chỉ đạo các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch tập trung quảng bá, giới thiệu du lịch địa phương gắn liền với phát huy nét văn hóa đặc sắc các dân tộc của địa phương, đưa du lịch Vân Hồ ngày càng phát triển tiếp tục xây dựng thế trận lòng dân, mối quan hệ gắn bó với cấp ủy chính quyền và nhân dân, rèn luyện nâng cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng dự bị động viên đối với công tác dân vận và thực hiện hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947 27 tháng 7 năm 2023. Ban chỉ huy quân sự huyện Thuận Châu huy động lực lượng dự bị động viên tiểu đoàn bộ binh 7, Ban chỉ huy quân sự huyện Thuận Châu thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa tại xã Trình Bùng. Thực hiện kế hoạch huấn luyện lực lượng dự bị động viên năm 2023, gần 100 cán bộ chiến sĩ dự bị động viên đã giúp đỡ, hỗ trợ sản xuất vụ mùa tại 4 gia đình chính sách, gia đình thương binh, bệnh binh, thân nhân, gia đình liệt sĩ trên địa bàn xã Trường Bôm. Qua hoạt động này thì tôi thấy đây là một hoạt động rất là thiết thực, cũng như là một cái hoạt động mà bày tỏ lòng biết ơn, tri ân đối với các anh hùng, các thương bệnh binh đã cống hiến một phần uh, sự tư nào đó cho để bảo vệ Tổ quốc. Không phải là gia đình tôi cũng neo người hôm nay được các cán bộ chiến sĩ đến giúp gia đình cái ruộng, công việc của gia đình cũng được hoàn thành sớm hơn. Xin cảm ơn bộ đội và chúc các anh sức khỏe, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao hoạt động giúp dân nhằm giáo dục cho cán bộ chiến sĩ về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng và vai trò to lớn của quân đội trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận của Đảng giai đoạn hiện nay, từ đó nâng cao tinh thần yêu nước, tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó mật thiết giữa Đảng, nhà nước, quân đội với nhân dân địa phương, để lại hình ảnh tốt đẹp trong nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Tại xã Hang Chú, Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ huyện Bắc Yên đã chỉ đạo tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ cụm xã Hang Chú và Xím Vàng năm 2023. Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm xã Hang Chú và Xím Vàng gồm 3 giai đoạn huấn luyện. Giai đoạn 1 chuyển lực lượng vũ trang xã vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển xã vào các trạng thái quốc phòng. Giai đoạn 2 tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ và giai đoạn 3 là thực hành chiến đấu phòng thủ diễn tập chiến đấu trong phòng thủ nhằm cụ thể hóa các chủ trương, quan điểm lãnh đạo của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng an ninh tại địa phương, nâng cao thực hiện phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, bồi dưỡng nâng cao trình độ khả năng làm công tác tham mưu của Ban Chỉ huy Quân sự Công an xã trong xử trí tình huống chiến đấu trong khu vực phòng thủ, bổ sung kiện toàn hệ thống văn kiện tác chiến, văn kiện chiến đấu phòng thủ, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng an ninh cho cán bộ đảng viên và nhân dân địa phương, thực hiện nhiệm vụ chiến đấu phòng thủ trong tình trạng khẩn cấp vì quốc phòng chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tăng cường quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ở địa phương. Cuộc diễn tập được ban chỉ đạo đánh giá đạt loại giỏi, Ủy ban nhân dân huyện Bắc Yên đã tặng giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc. Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946 12 tháng 7 năm 2023, Công an tỉnh Sơn La tổ chức hội thi bắn súng quân dụng lực lượng Công an Sơn La năm 2023. Đây là dịp để đánh giá kết quả, chất lượng công tác rèn luyện quân sự, võ thuật của cán bộ chiến sĩ, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Ghi nhận của truyền hình Công an nhân dân Tham gia hội thi bắn súng năm nay, trung tá Trần Tuấn Anh, phó trưởng phòng an ninh nội địa công an tỉnh và đồng đội của mình đã chuẩn bị tâm lý, luyện tập kỹ càng để bước vào thi. Hội thi bắn súng quân dụng trong lực lượng công an Sơn La năm 2023 là một dịp để cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng công an Sơn La có dịp giao lưu học hỏi lẫn nhau về những kinh nghiệm về kỹ năng trong việc uh, sử dụng uh, thao tác sử dụng uh, vũ khí quân dụng. Tham gia hội thi lần này có 273 vận động viên đến từ 39 đơn vị công an toàn tỉnh tranh tài ở ba nội dung thi đấu. Các vận động viên tham gia thi đấu đều thể hiện được tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, sự tự tin, kinh nghiệm, trong đó có nhiều điểm 10 và đặc biệt hội thi đã có nhiều vận động viên nữ tham gia và đạt được kết quả cao. Thông qua hội thi nhằm đánh giá chất lượng công tác huấn luyện quân sự võ thuật của cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng, đặc biệt là trong cái việc sử dụng vũ khí khí tài được trang bị nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thông qua hội thi là dịp để mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng công an Sơn La nâng cao ý thức chấp hành nghiêm điều lệnh công an nhân dân, rèn luyện thể chất, trình độ, kỹ chiến thuật, thuần thục những kỹ năng sử dụng công cụ hỗ trợ vũ khí được trang bị để phục vụ công tác chiến đấu, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Ngày 8 tháng 7, tại khu vực xã Triền Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, Công an huyện Sông Mã đã phát hiện và bắt quả tang hai đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Hai đối tượng bị bắt là Lò Văn Tuân, sinh năm 1971 và Cầm Văn Hồng, sinh năm 1982, cùng chú tại Bản Híp, xã Triềng Khương, huyện Sông Mã. Tăng vật thu giữ hơn 800 viên ma túy tổng hợp, một gói heroin cùng một số vật chứng có liên quan. Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận mua số ma túy trên ở khu vực biên giới về để sử dụng và bán kiếm lời. Đang trên đường đi thì bị lực lượng công an bắt giữ. Được biết, Tuân và Hồng đã có 5 tiền án tiền sự về tội ma túy và trộm cắp tài sản chương trình thời sự hôm nay đến đây là hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại